thân con, chân tay con đây.
cuộc sống luôn không ngừng chuyển động, dòng chảy cơm áo gạo tiền lúc cuộc cuộc khốc liệt là nguyên nhân chi phối lòng đạo đức của con người ngày nay. Nó đẩy tất cả mọi người lao vào vung vén của cải tổ chức cho bản thân, vô cảm trước mọi nỗi đau của người anh em xung quanh mình, trà đạp lên nhau để trang quyền đoàn tụ. Vì những tội lỗi của con người, để rồi người phải một lần nữa hút lên lạy cha, nếu có thể xin cất con khỏi trận đạo này. Mời các bạn cùng hướng về sân khấu C.
hơn hay không? Tôi chấp nhận. Tôi biết ông là người vô tội, nhưng đây là sự tự nguyện và cái giá mà ông phải trả cho những người ở trong nước của ông đã gây ra cho ông. Tôi vô can trong bản án này. Quân đâu? Loạt đánh đầu tiên là do bọn người đặt cước từ sự sống và loại bỏ ông ra khỏi cuộc sống của họ. Thank you.
Giêsu như một điểm sáng của những người trẻ hôm nay. Đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những tấm lòng nhân ái, nhưng nó quá bé nhỏ, không đủ để thánh giá Chúa Giêsu bớt nặng, và cũng chưa thể đủ để những vết thương của Chúa Giêsu thôi rỉ máu. Xin cho những Simon ngày càng xuất hiện nhiều hơn, hầu cảm hóa lòng dạ sắt đá của nhân loại hôm nay, và để những hy sinh của Chúa Giêsu không trở nên vô ích.
bà già tao mà biết chồng tao ở đầu tao luôn. Không hiểu không? Tao tao nói mày nghe, tao tao nói mày nghe. Cái mày của mày á, mà để đầu chồng chắc vui lắm ha. Khỏi cái thằng nào nói đến, khỏi bầu bì gì luôn. Hả? Tiền thích. Tài. Mà. Đây. Tao chỉ cho mày một cách đơn giản thôi. Cách gì? Dễ. Mày phá đi là xong. Trời ơi, đùa của mày. Tao nghe nói có thật. Thu lắm á. Mày khiếu lâu. Mấy đứa xóm tao có phá đời ra đó đi thôi. Mà đến hồi có chồng đẻ như thường. Đẻ quá trời luôn á. Mà lỡ mày không đẻ được thì mày đi thuộc tính nhân tạo. Ở cái thời buổi này mày chỉ cần có tiền là cái gì cũng xong. Ha. Ê, mà có được không? Tại vì tao nghe nói á, phá thật. Ôi, hẳn lắm. Mà uống chi á, còn mày gạ ta. Mà chính Chúa Giêsu đã ban tặng cho nhân loại và hãy làm cho danh Chúa được cả xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để khoảng cách hai ta nhìn xa thêm.